Theo kế hoạch năm 2024, Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức 16 cuộc thanh tra, 12 cuộc kiểm tra, phối hợp đôn đốc các đơn vị thực hiện 71 cuộc kiểm tra. Trong đó, tập trung chỉ đạo hướng dẫn tổ chức thanh tra kiểm tra kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024, tiếp tục tăng cường hiệu quả thực hiện nhiệm vụ công tác thanh tra của Sở Giáo dục và Đào tạo, thanh tra nội bộ các đơn vị sự nghiệp công lập. Ngành giáo dục đang trong giai đoạn thực hiện đổi mới căn bản toàn diện, cho nên công việc của thanh tra sẽ nặng nề hơn, yêu cầu cao hơn, đòi hỏi đặc thù hơn. Vì vậy, yêu cầu đặt ra đối với cán bộ thanh tra không chỉ cần tinh thông nghiệp vụ kỹ cương, còn cần tinh thần thấu hiểu, tinh thần hành động.